kiện sẽ gồm có hộp máy, hai dây đeo, cáp sạc, theo máy, một cây lấy sim màu đen, một sách hướng dẫn. Đồng hồ mới sẽ luôn luôn có một miếng đề can dán cho mặt trước, màn hình chống trầy xước ha. Bên này là gắn sim cáp sạc, dây gắn hai đầu. Là nút nguồn và mic loa ở bên này, có thể tắt nguồn trực tiếp trên máy hoặc là nhấn giữ ở bên này. Trên mặt sau màn hình nó sẽ có một cái miếng phủ bằng nylon á, dạng màng co, để cho đồng hồ mới tất cả nó đều như vậy. Thì khi mình xài thì mình lột nó ra ha, mình muốn nó bóng nó đẹp hơn thì mình lột nó ra, còn dán cái miếng này lên á là để nó chống trầy xước, cho nên là khi mà thấy có những cái vết xước vết nhăn á thì bạn chỉ cần lột khẽ nó sẽ ra cái miếng màng co đó. Bây giờ thì mình sẽ test nguồn và cáp sạc. Trong đồng hồ luôn luôn có khay đựng sim nhé. Đấy, mình test cáp sạc và test nguồn trước. Ok, sạc ok. Giờ mình sẽ gắn sim vào. Lưu ý sim gắn vào đồng hồ thông minh là sim mạng 4G hoặc 5G có đăng ký gói cước truy cập internet, đăng ký truy cập mạng á, và nạp tiền trước khi gắn vào sim nhé, để tránh trường hợp đó là sim không có tiền hoặc không có gói cước thì sẽ không sử dụng được đầy đủ hết các tính năng có sẵn ở trong đồng hồ này. Đây mình rút xuống này, sim gắn vô ok rồi, có pin này, rồi âm thanh này, sau đó mình sẽ rút lên và rút qua nha. Kiểm tra email này, test cảm ứng luôn này, năm số cuối là 09860 nha, năm số cuối của email. Còn bây giờ thì mình sẽ nghe gọi. Mình đang kết nối gọi với cái điện thoại này. Nhận cuộc gọi này. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. Bây giờ mình sẽ gọi, dùng cái điện thoại này gọi tới. Nhận cuộc gọi nhé. Alo, 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 alo. Như vậy là mình đã test xong nghe gọi hai chiều rồi, cảm ứng email, sạc vào nguồn của cái đồng hồ ok nhé. Dán lại cái đề can này để cho nó mới và nó không bị trầy xước cái màn hình của cái đồng hồ. Rồi mình lấy cái sim của mình ra. Đây, khay đựng sim mình để lại, nhớ đóng nắp lại nha, để tránh trường hợp là nó rơi làm văng mất cái khay đựng sim ha. Kiểm tra lại phụ kiện một lần nữa nè, một cáp sạc, một sách hướng dẫn, hai dây đeo màu đen và một cái cây lấy sim màu đen. Cái này là xốp và khung chống sốc cố định sản phẩm. Sách hướng dẫn của nó hoàn toàn là bằng tiếng Anh, cho nên nó là xốp kèm theo cho mình một cái file bằng tiếng Việt. Thì mình xem ở trên này để mình xem cái hướng dẫn là mình cài đặt thôi.